Ngày 19 tháng 2, Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Thái, 29 tuổi, trú huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, vì tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an cho hay, Thái không có nghề nghiệp ổn định. Nhiều tháng trước, thông qua mạng xã hội, anh ta làm quen với chị Nguyễn, quê ở huyện Thường Xuân, đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Khi gặp mặt bạn gái, Thái mặc bộ cảnh phục công an và giới thiệu đang công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế. Đầu tháng 2, chị Nguyễn đưa Thái về quê ra mắt bố mẹ. Tại đây, lợi dụng lúc cả nhà người yêu đi vắng, nam thanh niên lục lọi lấy trộm 35 triệu đồng của mẹ người yêu. Khi gia đình chị Nguyễn gọi điện thoại, Thái nói mượn tạm số tiền để lo công việc và sẽ trả lại gấp đôi. Ngày 6 tháng 2, Thái mua nhẫn, dây chuyền giả vàng tặng mẹ chị Nguyễn, rồi hỏi vay tiếp 200 triệu đồng và hứa sẽ mua xe và xây lại căn nhà 4 tỷ cho gia đình chị Nguyễn. Nghi ngờ Thái là kẻ lừa đảo, gia đình trình báo công an. Công an sau đó tạm giữ Thái. Công an cáo buộc, cùng thủ đoạn, Thái đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước. Năm 2013, Thái bị Tòa án Nhân dân huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 6 năm rưỡi tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.